Xin chào các em. Ở phần nói và nghe của tuần 14, chủ điểm cộng đồng gắn bó, cô cho chúng mình cùng thực hành nhìn tranh và kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh. Câu chuyện những bậc đá chạm mây. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô kể mẫu nhé. Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh có một xóm nhỏ. Người dân sống bằng nghề đánh cá. Cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân xóm chài hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Nhưng sườn núi phía họ ở dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa. Bấy giờ trong xóm có một ông lão nghèo, người ta gọi ông là Cố Đương. Vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đường gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông ban với mọi người ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Ai nấy đều lắc đầu, bảo việc ấy khó lắm, không làm được. Nhưng Cố Đương vẫn tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng. Thấy ông đói, những con vượn ở gần đó mang hoa quả đến cho ông. Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Sau 5 lần sim ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó, mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng. Cả xóm biết ơn Cố Đương, tặng thêm cho ông một tên mới là Cố Ghép. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Chuông Ghép vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Qua câu chuyện cô vừa kể cho các em nghe, các em hãy cho cô biết hình ảnh những bậc đá chạm mây nói lên điều gì về việc làm của Cố Đương. Đúng rồi đấy các em ạ. Hình ảnh những bậc đá chạm mây cho thấy việc làm của Cố Đương vô cùng khó khăn, gian khổ. Nhưng bằng sự nỗ lực, không bỏ cuộc mà Cố Đương đã hoàn thành được đấy.